Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Bây giờ các em đến trường mà đến sớm ấy là các em không được chơi ở cái khu vực bên ngoài, chỗ khu vực sân chơi ở trường nữa. Các thầy các cô nói là phải bảo vệ cái khu vực đấy, và thực ra là ở đấy có cái biển ghi là không được chơi trước và sau giờ giờ học ở trường. Nên là ba mẹ con ngồi đây đợi thôi, đợi gần đến giờ chuông reo khoảng 2-3 phút thì đi vào. Và em sói hôm nay lại có bài kiểm tra hàng tuần. Em muốn học một ít. Ok, you ready? Zoe, Zoe, mẹ mở cửa sổ không phải là để cho con leo trèo như thế nhá. Zoe, you promise you sit nice. Please. Ok, Rafi, ready? You ready? Yeah. Oh. As, at, but, for, had, have, no, had, had, have, he, her, Zoe, not, on, one, hang on, Zoe, Zoe, mẹ nói thế nào nhỉ? Mẹ mở cái cửa đấy không phải là để cho con thò cái đầu con ra nhá. Zoe, mommy gonna close it now. That's not nice. Okay, sorry. Sorry, Rafi, can you do it again? Chích loằng ngoằng quá đấy nhá. We stay so. No, and then this one. Oh, this way. Okay. Said one. Not his, her, he, have, that, for, but, at, as, oh. Well done. High five. Oh. You ready? Ready for your test? Big boy. Rồi. Hôm nay qua cái bài kiểm tra này thì em lại có lượt từ mới cho tuần tiếp theo. Lượt từ mới tuần tiếp theo là màu gì nhỉ con nhỉ? What color next week, Ravi? If you test, if you pass this one? Blue. Blue. Zoe? Mom, when I get the blue... That's not nice. That's not yeah. When I get the blue shirt, when daddy's gonna take me out for somewhere. Yeah. A special treat. It's my okay? lipstick. Is that your lipstick? Yeah. Ask Ruffy. Thứ năm nhóm chơi của em Trích. Yay! Con bước cẩn thận nha. Bước đến đâu nhìn chân ở đấy. Hang on, Zoe, mommy need to check the car. Để mẹ xem mẹ khóa xe chưa đã. Yeah. Cái này là mình hay quên lắm này. Come on, go go go. Good job. Hôm nay mình có vẽ tranh này, vẽ màu này. Sói hồi bé đến đây cũng thích cái chỗ này lắm. Thích nhất cái chỗ vẽ màu. Wow. Rồi vẽ cái gì đấy? Wow, that's my favorite color. That's mommy favorite color. Gió nha. Gió thế nha. Đừng có mưa nhá. Wow. Mẹ giữ vào đây nhé. Nghệ sĩ Trích Trích. Rồi say cheese. That's all. Wow. Dot dot dot. Wow, that's a nice dot. Amazing. Ui, đẹp thế nhở? Đẹp quá. Đẹp quá.
Từ mẹ kẹp cho. Mẹ kẹp cho. Ê, nó không bay bay. Go. Sáng tạo nghệ thuật đi. Nice. Good work. red and purple. Whoa. Whoa. Good work. Keep going. Nice. Đi nhóm chơi về em đói quá. Mẹ em chỉ mang đồ ăn vặt chơi chơi đi sáng ngày hôm nay thôi. Với nước. Tiện vào đây đổ xăng. Mình mua cho em cái sausage rolls. Hai mẹ con đi về nào, trời lại mưa. Khăn tắm của mẹ em phơi ở ngoài. Ướt hết rồi. Sáng nay ba mẹ con ra khỏi nhà, trời xanh quang đãng, trời đẹp luôn ấy. Thế mà lại mưa được. Cái lúc mình với em Trích đi đến nhóm chơi thì trên đường mình nhìn gương chiếu hậu đã thấy đằng sau u ám bao nhiêu là mây đen xám xịt rồi. Trước mặt thì vẫn xanh, vẫn trong. Mình nghĩ là sẽ chỉ mưa một vài địa điểm thôi, cuối cùng là mưa. Chỗ nào cũng mưa và nhà mình cũng mưa, thế là khăn tắm ở ngoài kia lại ướt hết rồi. Mẹ em thì đang mầm tình nổi loạn. Từ hôm kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng, ngày 9 tháng 3, hôm đấy mình cũng không chia sẻ gì ở trên vlog cả. Hai vợ chồng mình chỉ ăn tối ở nhà thôi. Ba Sáu Trích mua một chai champagne và sói giúp ba mở champagne ở ngoài cửa. Thì mình có đăng ở trên Instagram, nếu mà bạn nào muốn xem em sói mở cái chai champagne với ba em, go búp một cái. Mẹ em dạo này lại còn ăn nhiều ớt nữa, ăn nhiều ớt để tăng sức đề kháng, thành ra là mầm tình nó nổi lung tung. Bây giờ mình sẽ ăn nốt nửa cái sausage roll mà em Trích để lại. Kèm theo là làm một bát canh dưa nóng hổi. Canh dưa nóng có ớt tươi rồi nhưng vẫn phải rắc thêm bon cha bê vào cho nó tăng phần cay, tăng độ cay. Ăn xong lại ngồi làm một đĩa nhãn nữa. Đã thật là đã. Sói hôm nay thấy mẹ và em Trích cái là khoe ngay, mẹ ơi con chuyển sang khung từ mới màu xanh rồi. Nên là về nhà mẹ em thưởng cho em popsicle và hai quả trứng sô-cô-la nho nhỏ. Hai anh em đang ngồi xem chương trình ABC Kids, học về số, các số, number blocks. Em sói thích cái chương trình này lắm. What number is that, Rafi? 8. Bằng những cái block, những cái ô ấy. Sau đấy các em đếm này, bao nhiêu ô thì là, thì đấy là cái số. Hey, is that your favorite? Rafi's favorite TV show, isn't it? No, but you can watch it on ABC Kid. You don't need to watch it on YouTube or using internet. Okay? Con ngồi lên, ngồi thẳng lên, Rafi. Ngồi thẳng lên. Mưa suốt. Mưa rào, 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 rào. Sói Trích mấy hôm nay là muốn bơi lắm mà không bơi được vì mưa. Mưa trắng trời luôn. You okay? I'm okay. Đồ ăn ở trường, anh sói còn hẳn một hộp nho. Em không muốn ăn. What in my hand? No, what in my hand? You wanna touch it? Yeah. You need to close your eyes then. Con nhắm mắt lại thì con được sờ. Ai Zoe? Let's Rafi guess. Để anh đoán đã. What was that? Close your eyes. Again, this is the third one. The third time. Okay, guess. Cái gì nào?
Anh sợ đến kêu đói um lên. Mẹ em phải dán một ít xúc xích nào. Cho hai anh em ngồi ăn tạm trước nha. Ok. Put your hand forward. Put your hand out. Ok. Ready? Yeah, it's really smooth. Look, con nhìn này, cực kỳ mịn luôn. Close your eyes. Okay. Close your eyes, Zoe. Close your eyes, mom. No, tell Zoe. No, mom, close your eyes. Mom. Okay. Zoe, wait for your turn. Wait for your turn. Ready? I'm ready. Xong chưa? What is it? A rock. What is it? Okay, Zoe, close your eyes. Nhắm mắt lại, chìa tay ra. Chìa tay ra, tay đâu? Where's your hand? Chìa tay ra. Mom, so what is it? What is that? Nothing. Close your eyes. Mom. Close your hand. Woohoo! What's that? Close your eyes. Hmm. And then open your eyes. What does it feel like? Something rubber. Is that a rubber? Yes. Ah! Đấy, hai anh em. Oh, the dinosaur. Yeah, the T-Rex. Hai anh em xuống dưới kia chơi trò đoán đoán. Zoe, nhắm mắt chạm vào vật xong rồi đoán. Nào, tay đâu? Tay em đâu? Em giơ tay ra em sờ xem là cái gì nào. Okay, guess. Cái gì nào? Guess it. Guess. Guess it, Zoe. What? Guess it. What is that, Zoe? Guess. Con nói đi xem đấy là cái gì nào. What's that? What's that? It's a kit. Hair clip. That's right. Yeah, you get it. Okay, now it's Rafi's turn. Bây giờ con giấu cái gì đi? Yeah. Bây giờ con giấu cái gì đi? Xong rồi con bảo anh đoán. Ok, hang on. Bảo Trích là giấu quả nho để đố anh sói thì em Trích là ăn luôn. Hố cái gì? Em vẫn chưa nhận biết được luật chơi à? Rồi bây giờ nhá. Ok, you close your eyes, Rafi. Bây giờ con cầm cái này. Quick, cầm cái này. Rồi đưa cho anh sói. Ok, put your hand out. Ok, touch. Rồi, put that in Rafi's hand. Đặt vào tay anh. Ok, what is that? It's a grave. What is that? No, it wasn't a grave. Không phải là quả nho. Now again, close your eyes. Put your hand out. What is it? What is it? What is that? Ready? Balloon! That's the ball. Yeah, do you want to play again? Yeah. Close your eyes. Let's play a different game with the Lego. Yeah, go down, play with the Lego. We have 10. Đúng rồi, thế nhảy xuống ra chơi với Lego đi để mẹ lấy xúc xích cho ăn. Grapes. Đây. Grapes. And two grapes. Grapes. Hot thì phải thế nào nhỉ? Zoe. Like this, Zoe. Thế chứ. Thơ xuống nhá. Xuống mẹ lấy xúc xích cho ăn nhá. You want sausage? Em bánh mì. Bánh mì xúc xích nhá. Dạ. Zoe. Dạ. Dạ. What's your name? Zoe Makati. Your Vietnamese name? Chick Toy. Đúng rồi, Chick Toy. What's Rafi Vietnamese name? What's Rafi Vietnamese name? I can't call it. Sói. Đúng rồi, sói. Sói. Nào, xuống. Xuống. That's it. Come on. Whoa. Hello.
me. Eat me, please. Ăn đi, ăn đi. Please eat me. Please eat me. Zoe, careful. Careful. Con ăn đi. Cười, cười, cười. Ruffy, please eat me. I'm delicious. Please eat me. Can you eat me, please? Like Pac-Man. He's a dick. Oh, no, because you eat him. Eat this guy? You dog? No. Please eat me so I can sleep on your tummy, please. No. Please, I'm gonna cry. I'm gonna cry. Nyam, nyam. Hello, Zoe. Please eat me. Yes, please. I love you. Can you kiss me, please, Zoe? Thơm em đi con. Cười vớ vẩn. Này, 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 này. Son của mẹ. Này, 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 này. Lược được chải tóc buổi sáng. Buổi sáng ra mà không chải tóc cho em chích á là dối một, một, gọi là gì nhỉ? Một búi, một nhùi. Một nhùi trên đầu á. Oh, please eat me, please. Thank you very much. Please eat me. Beep. Beep. Chích thôi. Cười nhạt chết. Ôi, nơ đâu rồi? Ôi rơi nơ rồi. Oh, bu bu ban. Eat me, please. Master Raphael, please eat me. Thôi nhá, sói nhá, con kêu đói là con ăn chứ phải con không chơi đâu nhá. Making that sound. What sound? Sói á? Eat me sound. Okay, I'm stop now. Are you get eaten? No. By who? From somebody big. Bigger than me? Who do you think bigger than me? Really tall and big and big. Like your dad? No. Like a giant? Yep. Oh, a giant come and eat me. But don't say that word. Oh, okay, I'm sorry. Sao là mẹ mà cứ nói eat me là sẽ có người khổng lồ đến đây ăn mẹ đấy. Mẹ bảo người khổng lồ trông như thế nào thì bảo là to, rất là to, rất là cao. Và to cao như ba á, không, còn to hơn như thế. Ăn đi hai anh em ăn đi. Ouch. Who did this? Ai vẽ cái này đấy? Did you do this? Is that you? No. And Zoe? No. Or is that mommy and daddy? This one, daddy. This one, mommy. No, this is Bella. And this is Poopy Man. Poopy Man. This is Bella, what Bella looks like. Bella? Now, Bella have long hair. Bella don't have hair because she's No, Bella got beautiful long hair. Thôi hai anh em chào vlog luôn nào. Say bye bye vlog guys. Ủa? Hẹn gặp lại mọi người quên à? Yeah. Bum. Oh, how about Zoe? Double bum. I did a double bum. Yeah, Zoe. Ngày mai nhé. Okay, bum. No, Rafi, you got your turn. No, Zoe turn. Don't you cheating. Don't you cheating. Zoe, quick, Zoe, boom. Zoe, boom. Quick, hurry up. Nhanh lên, mất cơ hội bây giờ. 1, 2, 3. Em bị tắc ở đâu rồi? Okay, ready? No. You did a double one. Now Zoe turn. Boom. No, triple is too much. Now my turn. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nha. Yeah.